Chào các bác nhá. Nay em Thảo lên cho các bác một mẫu tinh chất lưu hương nhá, dạng xịt, dùng như kiểu nước hoa luôn ạ, đến từ Dubai nhá. Mẫu này là bản giới hạn đấy ạ. Mẫu này chỉ có shop em có thôi nhá. Đây, chai to 50ml này. Các bác mua về thì hàng nó sẽ vui hộp như này này, có tem dán này, có check mã vạch nhá. Để em mở khui hàng cho các bác xem. Đây, bên trong nó sẽ như này ạ. Bản giới hạn không có nhiều đâu các bác nhá. Chai này dùng được cho cả nam và nữ này. Mùi thơm nhẹ nhàng cuốn hút. Không nồng đâu ạ. Dùng dạng xịt như nước hoa luôn ạ. Các bác xịt vào cổ này, cổ tay này, sau gáy hoặc tóc. Vào quần áo thì lưu hương được đến tận 72 giờ nhé các bác nhé. Giá của em này là 850k 50ml. Này, sản xuất 16 tháng 8 năm 2022 này. Đến tháng 12 năm 2026 nhé. Lưu hương tận 2 đến 3 2 3 ngày luôn ạ. Bản này đố các bác mua được ở đâu? Chỉ có một riêng shop em có thôi ạ. Chị gái em chuyên bán hàng Dubai này. Rất nhiều các mẫu mã nhá. Bác nào lấy gì thì liên hệ em Thảo nhé. Không thơm không lấy tiền luôn ạ. Đảm bảo là thơm nhá. Các bác mua tặng vợ hoặc là người thân này. Nam nữ đều dùng được. Mùi nhẹ nhàng mà lưu hương lâu nữa. Nó còn một bản nhỏ nữa. Đây, còn một bản nhỏ nữa. Bác nào mua chai nhỏ thì đây, bản nhỏ 35ml, có giá là 590k. Em khui hộp cho các bác luôn. Đấy. Bản nhỏ của em nó đây ạ. Đấy. Hạn tận 4 năm nhá. Em xịt thử này. Nó là tinh chất lưu hương nên nó sẽ đậm đặc hơn nước hoa và lưu hương lâu hơn ạ. Giá 590k. Giờ các bác mua nước hoa hãng á, cũng phải tầm 1-2 triệu rồi. Nhưng chưa chắc đã thơm bằng em này đâu ạ. Đảm bảo thơm luôn. Không thơm các bác trả hàng lại cho em ạ. Đấy. Hàng chính hãng nhá các bác nhá. Cho chị xin cái Zalo ấy. Chị check mã xem ở bên Dubai giá của nó là bao nhiêu. Đây. Em vừa check mã ở bên Dubai này. Chai 50ml 130 là 850k tiền Việt nhá các bác nhá. Đây, bên em nhập xỉ này. Phân phối độc quyền luôn nên bán giá thành 850k luôn. Giá bên đó lẻ đã 850 rồi ạ.
Bác nào muốn dùng thử thì em có mẫu chiết này. Em chiết cho các bác nhá, 12 ml này, giá 220k, dùng thử nhá. Bác nào mua hàng thì liên hệ em Thảo 0822 28 1999. Em xin cảm ơn ạ.